ở đây hay gì? Em ngủ ở đây rồi giáo ngủ xong. Ừ. Đi vô đi. Chứ thầy chồng nó ngủ trên đây nè. Bỏ đi. Con đi tù. Dạ. Còn Nhung á thì ba mẹ chia tay. Dạ. Chồng thì đi tù. Dạ. Nuôi hai đứa con. Ôi trời. Đứt ruột đứt gan thì không nổi. Giờ chạy xe quá ấy. Thì chạy đất cũng giúp tiếp nữa. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và đây là ngôi nhà của cô bé có mới 18 tuổi thôi. Nhưng mà đã có hai đứa con rồi. Cô đang sống, cô bé này đang sống với lại ba chồng của mình á. Thì đến đây thì thăm cái căn nhà, sẵn cái tiện đường qua đây nè, thì đến đây thăm cái căn nhà của em luôn, cũng như là coi cái sinh hoạt, cái cuộc sống của gia đình như thế nào. Dạ, chào anh. Dạ. Anh năm nay là nhiêu rồi ta? Là 47 tuổi. Thấy anh chạy áo là xe. Dạ, từ xe xôm hả? Sáng thì tại đây có 20 ngàn ba. Sáng giờ 20 ngàn hả? Dạ. Anh là ba chồng của em dạ. Nhung. Dạ. Anh có mấy người con? Bốn. Bốn người con. Dạ. Chồng của Nhung là thứ mấy? Thứ ba. Thứ ba. Rồi còn ba người còn lại? Ba người còn lại đi theo mẹ nó, hai đứa. Dạ. Ủa mà sao mà chồng của Nhung đi tù ta? Gây rối mất trật tự. Bị giam lại 3 tháng rồi. Dạ. Anh với là vợ của mình là chia tay hả? Dạ. Rồi sáng giờ chạy được có 20 ngàn à? Dạ. Hôm nay thì gia đình mình ăn cơm với gì ta? Sáng thì chưa ăn, chưa nóng. Chưa nóng luôn? Dạ. 1 giờ rồi. Dạ. Ăn một buổi qua. Ăn một buổi hả? Buổi chiều. Mà sáng mình ăn cái gì? Sáng lên chỗ này cũng có hãy qua bên công tương ăn xin đó. Xin công tương ăn? Dạ. Anh nói anh bị bệnh gì? Bệnh thiếu máu não, thiếu máu tim. Hồ sơ nè, sức diện. Dạ dạ được rồi. Em tin rồi, thấy gương mặt của anh cũng có không bệnh gì đâu, chạy không nổi. Dạ. Bệnh lắm chạy không nổi, ráng chạy. Vợ của anh là đi theo người khác hả? Dạ. Là chia tay lâu chưa anh? Cũng hồi tháng 2 tới giờ. Mới chia tay mấy tháng à? Hồi tháng 2 á. Mới chia tay gần 8 tháng à? Dạ. Sao mà chị đi? Nói thiếu nợ quá, thiếu nợ rồi đó, tôi đi thời gian rồi tôi về, tôi dàn ship nợ trả cho rồi tôi về. Quay lại. Quay cái bệnh luôn, tôi suy nghĩ hai đêm với tôi bệnh, tức. Rồi đi đâu anh biết không anh? Không. Lô không điện được, để nó điện thì em nghe được, mà em điện nó không nghe. Trời. Không bệnh. Có nói đi đâu luôn. Dạ. Anh tên gì? Trần Trọng Khang. Dạ. Trần Trọng Khang. Anh Khen. Trần Trọng Khang. Dạ. Lo cho em con. Mà quá với bệnh của anh à. Dạ dạ được rồi anh. Nằm viện 2 lần. Cái giấy này giấy chích ngừa. Mới xuất viện luôn. Xuất viện cũng không rồi, cũng hơn nửa tháng rồi. Cũng lên chạy xe ra sống. Rồi hiện nay ngôi nhà này là mấy người ở? Giờ còn em với con dâu. Rồi mấy người con kia của anh đâu? Hai đứa nhỏ thì theo mẹ nó luôn rồi. Thấy anh làm bệnh có thiếu nợ gì không mà chị bỏ đi? Em không có thiếu nợ, nó thiếu nợ, em đâu có thiếu nợ, em thiếu em thiếu tiền góp 2 triệu à. Chạy gác chạy ngày kiếm 60 ngàn góp mà về. Riêng Nhung nó bán ngày 100 tệ số một đoạn. Gạo thì gặm cho cũng ăn để tới Tết luôn. Dạ. Tự nhiên vợ anh muốn đi vậy đó hả? Dạ. Điện về, anh có điện kêu về không? Điện kêu về, nó để nó sắp xếp từ nợ đi rồi nó mới về. Mà không cho biết là đi ở đâu. Dạ. Dắt hai đứa con đi luôn. Dạ, dắt hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ nó bao nhiêu tuổi anh? Đứa 10 tuổi, đứa 4 tuổi. Nhỏ gái Úc. Vì tức của anh bệnh luôn chứ lúc trước vẫn khỏe bình thường. Bình thả bình thường. Không có tức, nằm suy nghĩ hoài không ra. Suy nghĩ sao? Suy nghĩ sao vợ mình đi, nó không về trời. Mà nằm 2-3 đêm mà không ấy lên nhập viện. Nhập thì hổng nhập một lần rồi cái lên chỗ anh khám, tái khám xin thuốc ở bệnh viện lớn mình uống á. Rồi bệnh viện lớn á, mình xuống bệnh viện thành phố, tôi bỏ hiểm thành phố. Rồi ghé bệnh viện thành phố cái đầu nó coi này tim cho nó đập quá mạnh này. Đầu nó cho giấy đi đo này nhịp tim thì lên nó đập tới 170 lần. Nó nhập viện nữa nó không độ tôi bình thường. Không độ anh dài là lên đây ta không thâu. Rồi cho viên thuốc uống xong vô chai nước cái đầu đưa xe cứu trợ cho bệnh viện lớn. Vô nó nằm đâu anh gửi anh hai anh gửi uống nạp viện ngay ngày mà nằm lầu 2 mình nằm ở trên lầu 9 vậy đó.
Rồi bà má phải điện cho chị Hoàng, sao chị không bắt máy, má có chuyện gì. Nằm tới 3 ngày cái điện lại nói anh hai mày chết rồi, Vinh chết rồi, Khai ơi. Rồi em xin nhà con hậu sự vậy đó, làm chị ở trên cộng cho nó. Rồi cho thôi nó về đi, về con hậu sự về đi rồi chiều vô lấy thuốc. Chiều vô cái cho thuốc em rồi cho em giấy xuất viện luôn. Em hỏi tí xíu nè, thì công việc của chị trước đây làm gì? Bán giấy số. Bán giấy số? Dạ. Bán trà đường. Ở ngay chỗ Bến Phà luôn. Dạ. Thì anh chạy xô. Dạ. Thì lúc đó thu nhập cũng vợ của vợ chồng cũng đủ sống mà đúng không? Nhà vợ chồng đủ sống. Ừ. Bây giờ là qua, bây giờ vẫn còn nhớ vợ. Vợ dạ, con nhớ hai đứa con. Nhớ hai đứa con nữa. Nếu nhỏ ba gặp chạy lên mừng vợ, nhưng mà thiếu vô người ta trong điện thoại nó kêu ba vậy chứ. Nó mới nói chuyện ẹ. Mà gặp hai con gái nữa, ba thằng trai con đứa gái. Mà nhỏ đó mổ nữa. Thằng nhỏ này tụi nghiệp nhỏ này mà sanh tới thì vợ toàn là đâu có tiền bạc gì. Là gì năm nó bán gì năm cho mượn không. Rồi tiền đâu không biết nào trả bả. Hiện giờ chạy cũng để kiếm sống thôi. Dạ. Chạy treo vô hai cho con thằng ăn học dịch lắm. Một dịch lại tới kho với hai cho con ăn rồi. Nó nồi cơm đó. Nó ăn chén ăn tối từ chiều không. Sáng hết ăn hấp lắm ăn đi. Ở nhà mình là không có tủ gì sao anh mới em thấy đồ treo lũ củ sau lưng hết à? Không anh. Còn cái áo mà nó có cái hai cái túi mà trước thì sao ta? Là mình mai kiểu hay sao? Có bà má sợ mất cái điện thoại đó. Đó bà ở nhà bà sợ mất điện thoại đó, rồi bà mai vậy đó. Tại điện thoại thì cái đó mất hết cái. Rồi mới hỏi tiền góp một cái điện thoại đó. Ừ. Giờ mẹ mất rồi. Không, mà vợ đi làm mướn ở Sài Gòn. À. Anh cho em vô tham quan ngôi nhà mình được không? Dạ được. Ăn sao cũng đầy. Ở đây là kỷ niệm, anh ngủ đây hay gì? Em ngủ đây, còn giáo ngủ trong. Ừ. Đi vô đi anh. Chứ hai chồng nó ngủ trên đây nè. À. Cái đèn nghỉ cháy luôn. Đây là khu vực nấu cơm của mình đi hả? Dạ, bắt nồi cơm đó anh. Sữa. Sữa này anh Nguyễn mới mua quá. Cái nào anh? Trời ơi, lũ khu nước tương ở đây. Tương rồi, em tối thì mình đêm em tối thì bắt em nồi bế cơm thì nước tương nè, em xịt em ăn. Ừ. Bật đèn lên đi. Thôi, bật cái đèn này không? À, đi. Cái đèn sao nó không có cháy cái đèn trong trộn mà. Ôi trời ơi, nhà tối gì. Cái đèn này bà hỏi nó cháy mà nó không. Đồ sau này của ai anh? Đồ này của mấy thằng con đó, rồi có thằng vợ chồng của con nhỏ đó, rồi đồ của nó, đồ của em lắm chứ. Nhà chỗ nấu cơm hả? Dạ, chỗ này để kho cá đâu. Nhà này mình cất lâu chưa anh Khang? Năm nay cắt là 18 năm rồi. Ừ. Thành như tuổi là nó như năm. Mà cái dột này quá trời dột rồi. Bây giờ em leo không có được. Dạ. Bây giờ kêu có Thịnh nhà thì lúc đó nó leo lên nó lấy cái đồ nó chùm cái gì đó nó dán cao được. Còn giờ không được em leo đâu, đâu leo cao đâu. Dột quá nên trùm mũ lại nè đúng không? Chùm này nè, dạ, không phải nước. Nhà ẩm thấp quá. Dạ. Tối. Tối nữa. Có cái đạn nó cháy mà hỏi nó cháy rồi nó không. Ừ. Có bà má, có bà vợ ở nhà khi bà lo kìa mà em đâu biết kìa lâu giống leo, leo té chết luôn sao. Yeah. Cái này là em hỏi thế ha, ví dụ như nhà gì nè. Dạ. Không có người thì anh với lại Nhung ở gì thì mọi người thường nói chị nghị đâu, anh có ngại đâu. Không có gì đâu, em muốn làm ăn chứ đâu có gì đâu. Ừ. Em sợ mọi người về nghị á anh Nguyễn. Có khi cũng ngại. Thôi không có gì anh, tới mình nghèo mình chịu chứ sao, là mình ăn nấu mình chọn cấp vậy đó mình sợ. Thì hai cha con sáng cho chừng 9 giờ lên Bến Phà. Anh bây giờ nếu như mà quay một cái thước phim như thế này nè, rồi. Có thể là vợ anh cũng có thể coi được. Rồi. Thì anh coi muốn nhắn nhủ lời gì đối với vợ của mình không? Dạ không. Ủa sao vậy? Không, giờ nó đi cho đi luôn đi, về nó về già lâu rồi. Nó ừ, nhưng mà nó... nhưng mà cũng nhớ vợ nhớ con mà. Em muốn nói nó dài dài, nó nói không Khang, tôi không có dài quá. Nói gì luôn hả? Dạ. Ôi trời ơi. Vậy là chị đoạn tiệc với anh luôn rồi. Dạ.
Nói là nhắn đi, biết đâu chị siêu lòng chị về sao? Không, khỏi anh ơi, công quá. Cái bà chị vợ quá tử rồi. Người nó sống vậy tử, bá cái mày thơ đi. Mày ráng làm đi rồi, chị kiếm tiền cưới vợ cho mày. Nó trời trời già cái vợ nữa, nợ cháu nhóc chứ. Em bệnh chết em quét nó chạy với nhà. Nói gì chứ anh Khang cũng còn nhớ vợ nhiều lắm. Khi nhớ ngủ cũng được. Người chó đi mệt thôi. Vợ bỏ đi con lại đi tù nữa. Dạ. Vợ mới vừa đi xong thì con đi tù. Dạ. Thì nó đi tù mới nằm suy nghĩ nó ngu dữ ngu tàn ác gì. Ngày nằm suy nghĩ ngủ tức nằm ra hoài ngủ được. Có cái là vô đó bắt sáng đêm vậy. Mòn mỏi ngủ. Ngủ giật mình thức dậy là kêu nhỏ đi bán coi. Còn ngồi chợ nữa nữa là cái hai đứa con. Sáng nó tắm rửa hai đứa lên cả 9-10 giờ lên tới bến phà. Rồi lên chợ từ sáng giờ chạy được 20 ngàn. Chạy cái được qua trạm xe buýt. Rồi xong quá. Bây giờ anh người sức khỏe cũng yếu đâu làm gì được đâu. Dạ làm nặng là không được. Nên là nữ là chỉ có nước chạy đi xe ôm. Dạ. Thì em chạy xe ôm hôm nay nó cũng từ năm 95 tới giờ. Hồi đó chạy xe đạp ôm. Rồi sau này bên vợ mới cho mượn tiền mua xe. Mua xe góp. Mua xe góp rồi sao làm dành dụng có dư mới mua được chiếc xe đó. hai mảnh đời ghép với nhau. Dạ. Anh thì vợ bỏ đi, con đi tù. Dạ. Còn Nhung á thì ba mẹ chia tay. Dạ. Chồng thì đi tù. Dạ. Nuôi hai đứa con. Ôi trời. Dạ, vợ lo sữa bỏng tùm lum. Hồi qua cháu nó về nó ba ghé mua thùng sữa. Nó thôi con nó ba đâu nghe, sáng rồi đâu có sữa được nhỏ bú. Rồi mới mua sữa lẻ 7 ngàn bạc bịch. Còn sữa nó mua một thùng có 307 ngàn. Là có 10 ngày hai đứa bú thùng quá 10 ngày. Ừ. Sữa thùng ngoài này ha. Dạ. Sữa thùng 5 ngàn bịch gì? Sữa nó lẻ 7 ngàn. 7 ngàn bịch. Còn mình mua một thùng nữa có 307 ngàn. Em thấy ở dưới cái nệm này không phải là cái giường mà miếng vạt tạm bờ hay anh? Dạ cái má bá chim bá sợ ướt á. Ừ. Cho này nó tạc hoài à. Rồi bá chim dưới bá chim tùm lum dưới chứ. Rồi bá sợ ướt rồi giục cái miếng này sao? Em hỏi thiệt anh có khi nào chị bỏ đi như vậy, dắt con mình đi như vậy, có khi nào anh nghĩ quấn anh kết thúc cuộc đời mình không? Không. Không à? Cố vượt lên chính mình. Cố vượt lên chính mình. Nhưng mà chỉ buồn thôi đúng không? Dạ. Bên xe cũng phiền. Gắn té đứng lên. 100 người phiền đến trong. Mà từ ngày em bệnh em vô máu tới giờ nói chuyện cũng khóc còn kỳ láng láng lắm. Quên trước quên sau. Vô hai bịch máu đang thù lùi. Rồi nằm viện chứ sao mỗi lần mà vô nước biển phải không? Rồi rút máu rồi cái máu đang thù lùi dưới gan vậy đó. Thế mặt anh thẫn thờ quá đó. Dạ. Lâu lâu là kỳ lắm. Cái này em biết luôn. Ngồi trong như gà chết rồi vậy đó. Nhưng mà không muốn nhắn vợ mình về luôn. Dạ, khỏi. Hai cha con, anh với lại con của mình là đi bán từ 9 giờ là bắt đầu đi là khoảng 2 giờ mới về. Dạ, không mới hết giờ là để em đưa về với nó. Hai đứa nhỏ ở đây. Còn đứa con trai kia đâu, con gái kia đâu ta? Gái bên chị Năm bánh á. Gái bên sông bánh á. Gái có tốn tiền không? Không, bà chị mới giữ giùm. Còn nghèo bánh ơi, còn đêm hai đứa nó khóc. Nhỏ kia lớn, nhỏ kia 2 tuổi nó nhõng nhẽo nó khóc. Còn cái khóc nhỏ giật mình đi khóc. Còn nhỏ thức dậy đi pha sữa. Chứ uống ba sữa kìa kìa. Nó thức dậy nó phải đi pha. Còn bây giờ cháu bú ba sữa tư đó kìa. Con cháu bú sữa tư đi. Cắn nhà đi dùng một bịch này kia làm hai đứa một bịch sữa. Thật ra thì khi mà Bùi Hồ chia sẻ những cái đoạn clip như thế này nè. Dạ. Thì mình thấy cuộc đời nó có thể là mình sẽ thấy là mình sẽ may mắn hơn rất nhiều so với anh Trọng với lại Nhung. Dạ. Có những vấn đề mà khó khăn thì mình không bao giờ mình nghĩ tới ha. Dạ. Tại cái gì từ từ cũng qua anh ơi. Mong ông chạy xe cho mong ông lớn tuổi.
Ông nói về chuyện gì khó mà từ từ mà cũng qua. Té đứng lên. Suy nghĩ có nhiều đứa. Té đứng lên. Té đứng lên. Thì chạy xe dài dài thấy cho con dài quá ông kêu con. Rồi ba thèm quá đó. Hẹn canh chua hay là canh bí canh bầu. Đi qua chợ mua. Mua về thì bắt một cơm lên. Rồi hai cho con ăn. Ăn xong rồi em nằm đây nè. Nói vô buồn với con đó. Họ sửa bụng, họ khóc lại cho đất hết. Mỗi ngày sinh hoạt gia đình của anh với lại Nhung là bao nhiêu tiền? Em với Nhung nguyện nói chung ăn uống không có nhiều, nhưng đâu có sáng đâu có ăn sáng bụng gì đâu. Sáng không có ăn sáng gì, nhưng sáng vô nấu chén gạo đó. Ăn tới sáng còn có gì ăn nấy nữa rồi đi. Rồi tối rồi đói thì mà mày gói nấu lên ăn rồi. Ôi trời. Khổ quá. Dạ. Hôm nay hồi nãy em có gặp Nhung ở chỗ Bến Phà. Dạ. Thì em có tìm hiểu về cái cuộc sống. Dạ. Thì cũng có gửi cho Thay Mặt Mạnh Thường Quân, có gửi cho Nhung á. Dạ. Ít tiền của Mạnh Thường Quân. Dạ. 2.4 triệu á. Dạ. Thì có gì hãy cho con tự sinh hoạt. Dạ. Hãy cho con tự sinh hoạt mua sữa sớm ở trong gia đình của mình. Dạ. Cũng như là mua sữa cho bé Ngọc. Dạ, chỗ yếu sữa. Còn cơm vô đói thì em đói thì cũng đói rất chưa. Cả 10 giờ em chạy qua bên cơm thì thiện. Em xin bọc về gọi ngồi pha ăn. Có gì vậy? Trong chai. Trong chai. Không tốn tiền. Dạ. Mỗi lần này qua đó ngồi ăn rồi tới giờ vô bọc sẵn mà. Ăn chạy qua bánh lấy một phần về. Rồi đãi rồi được canh dầu vô rồi tẩu kho lấy muỗng ăn. Ăn trong bọc luôn. Ăn bọc luôn. Cái tô đâu có. Dễ đâu có. Ăn thiết bạ. Ăn để sống à? Dạ. Chị là ngày xưa là làm gì ta? Là chị chỉ là bán nước trà đường với lại bán cái số thôi. Dạ. Trước đó có làm cái công việc gì nữa không anh? Không. Rồi đâu làm em chạy xe ôm với nó bán số làm bán trà đường. Chị bao nhiêu tuổi em? Cũng 44 tuổi ngựa. 44. Thấy khó khăn quá cái bỏ đi luôn. Không có, lúc khó khăn sống được sao thì nó hơi có tiền hơi rồi nó ngu nữa. Rồi nó thiếu nợ mình tình thiệt. Nhưng mà anh có biết chị là có vậy không? Tránh ai cũng đồn vậy chứ rồi. Có gậy rồi. Rồi em mới nói cởi, dù giờ mình hết yên hết nợ rồi thôi. Em nghĩ như thế đó. Bé uống sữa gì vậy Nhung? Dạ sữa pha. Ừ. Ở nãy giờ đói bụng mà. Nãy em ở chả thằng chó uống rồi, nóng hết trơn. Ôi trời ơi, bé đói bụng bé khóc. Nó khóc rồi đói bụng quá. Ừ. Là bố này em vô. Thuốc này bà chị cũng mua cho không? Cây không 10 ngày. Không có nhắn gì với vợ luôn. Dạ thôi. Dạ. Chị có ước muốn là có sữa để nào nuôi. Có tiền mua sữa thôi. Dạ. Ước mơ cũng khá đơn giản ha. Ước chào cháu anh ơi. Cháu. Chú thấy con cháu mình đi ra ngoài vậy. Mưu sinh nắng mưa vậy. Còn nhỏ. Chú cảm giác. Đứt ruột đứt gan. Đứt ruột đứt gan. Chị không nói. Giờ chạy xe quá ấy. Chị chạy đất cũng giúp tiếp nó. Sữa bọng. Giờ chạy không có tiền. Sao chú không đi bán vé số? Hồi bán số hồi nào giờ không có đi bán, buôn bán được. Nặng dí lắm. Thường thử với hòa phải không? Hồi đó mà vô ăn Tết vừa xong không? Rồi vô lãnh 100 bắp là bán chút xíu hết rồi. Vô người ta, còn mình lãnh 100 bắp bán từ mà 12 giờ khuya bán tới 2 giờ sáng chưa hết nữa. Là 100 bắp là lại cũng 100 mấy 200 ngàn. Bắp gì anh? Bắp nấu nữa. Có nghĩa là anh không có gian để mà buôn bán. Dạ. Toàn 100 bắp tỏ vài tiếng hồi hết rồi. Còn mình 100 bắp bán tới sáng luôn. Rồi sao lại buôn bán được? Cánh đất thì vẫn còn đó. Mà căn nhà cũng khá là điều hiu ha. Dạ. Nếu như mà vợ anh không đi mà con anh không đi tù thì chắc có lẽ là nhà của mình cũng rất là im ấm.
có thể làm được ra tiền, có thể trang trải được cái cuộc sống hàng ngày. Và cái khó khăn nhất của anh bây giờ, tôi đối riêng đối với bản thân anh á, không phải là tiền mà là vợ của mình, cháu, như cháu của mình, đó là cái điều mà làm cho anh trăn trở nhất. Ừ. Người đi bán nhìn thấy đứt ruột ra, ai nói mấy tháng mấy rồi đi bán hỏi con cái gì, hỏi vợ đi bán ở nhà chịu không nổi, sửa bông, bán nhìn dông mấy vụ dư dạ trăm gì năm nó cho xin dạ trăm. Ủa, thì hôm nay thì Bùi Hồ có dịp đến đây để mà biết được gia đình của anh Khang cũng như là bé Nhung sống ở trong cái cảnh như thế này, thì cũng chia sẻ để cho cô bác của anh chị biết luôn. Thôi chắc có lẽ là anh xin phép em chào gia đình mình ha. Tính để cho anh nhắn một lời nào đó cho chị đi về để làm lại cuộc sống. Nhắn đi. Khỏi này. Nhắn đi, nói đi chị nghe được à? Không công bây giờ nhắn này giờ nó không dạy cũng công ra nói mình làm gì cũng công. Dạ, rồi vậy ha anh ha. Dạ. Rồi, xin chào cô bác quý anh chị. Hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở tiếp sau ạ. Dạ.